Đội tuyển quốc gia Indonesia đã chính thức chốt lịch thi đấu với Argentina và đây là một tin vui lớn với bóng đá xứ vạn đảo sau khi lứa U22 nước này giành chức vô địch SEA Games. Theo Bowler, người hâm mộ bóng đá Indonesia vẫn chưa hết phấn khích sau khi U22 nước này đoạt chức vô địch SEA Games sau 32 năm chờ đợi. Sự hân hoan còn trở nên lớn hơn sau khi đội tuyển quốc gia Indonesia đã chính thức chốt được lịch thi đấu giao hữu với đội tuyển mạnh nhất thế giới Argentina. Bowler cho hay, sau một thời gian trở thành đề tài bán tán vô cùng sôi nổi của dư luận, tài khoản Twitter chính thức của tuyển Argentina đã đưa ra thông báo xác nhận rằng họ sẽ thi đấu với tuyển Indonesia tại Jakarta vào ngày 19 tháng 6 tới. Trận đấu này nằm trong tour du đấu châu Á của các nhà đương kim vô địch World Cup. Được biết Lionel Messi và các đồng đội sẽ thi đấu với Australia tại Bắc Kinh Trung Quốc vào ngày 15 tháng 6, sau đó sẽ di chuyển sang Jakarta để đá trận tiếp theo gặp Indonesia. Tuyển Indonesia sẽ thi đấu giao hữu với tuyển Argentina ngày 19 tháng 6 tới. Theo phản hồi từ phía tuyển Argentina thì ở trận giao hữu đặc biệt sắp tới, những siêu sao của đội bóng xứ Tango sẽ ra sân, bao gồm Lionel Messi, Julian Alvarez, Emiliano Martinez, Lautaro Martinez và Enzo Di Maria. Trước khi tuyển Argentina đưa ra thông báo chính thức trên tài khoản Twitter thì nhà báo nổi tiếng người Argentina Gaston Edun cũng khẳng định rằng Messi và các đồng đội sẽ đá giao hữu với Indonesia trên sân Bung Karno ngày 19 tháng 6 tới. Theo truyền thông Indonesia, việc đội tuyển quốc gia nước này được thi đấu với Messi và các đồng đội sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời cho các học trò của huấn luyện viên Shin Tae-yong. Đây cũng là cơ hội để tuyển Indonesia tích lũy thêm kinh nghiệm nhằm hướng tới vòng chung kết Asian Cup 2023 nơi mà Indonesia nằm cùng bảng với tuyển Việt Nam, Nhật Bản và Iraq.